Hải Phòng là một trong 28 tỉnh thành phố ven biển của cả nước. Với lợi thế của tự nhiên cùng định hướng chiến lược của thành phố Hải Phòng, biển đảo đã mang lại cho thành phố những thế mạnh nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Cùng với đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng còn có bán đảo Đồ Sơn, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước. Đặc biệt, đảo Cát Hải là đảo cát duy nhất ở vùng biển và ven bờ Việt Nam. Quần đảo Cát Hải Long Châu có 388 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Vịnh Lan Hạ là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nối liền với Vịnh Hạ Long. Du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa cộng đồng cư dân sống ven biển như tại các xã Việt Hải, Xuân Đám, Hiền Hòa, Gia Luận, huyện Cát Hải và trên các đảo được du khách, nhất là du khách quốc tế quan tâm. Người dân các xã vừa cung cấp dịch vụ như là cho thuê xe đạp, cho thuê phòng nghỉ, vừa trở thành hướng dẫn viên. Cùng với các trải nghiệm này, các lễ hội hoạt động tín ngưỡng có sức hấp dẫn rất lớn với du khách như tại quận Đồ Sơn có lễ hội Chợ Trâu, lễ hội Đảo Giáo, lễ hội Đền Bà Đế, lễ hội đua thuyền rồng trên biển. Các hoạt động khác như là câu mực đêm, trải nghiệm ngủ đêm trên du thuyền Vịnh Lan Hạ, tham quan làng chài thu hút nhiều du khách.